Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà và đại biểu các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, năm 2016 có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi giải báo chí quốc gia và các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc. Tiêu biểu như nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đạt một giải A, một giải C giải báo chí quốc gia năm 2016. Nhóm phóng viên báo Nghệ An đạt một giải B giải báo chí toàn quốc vệ sinh dựng đảng 4 điểm vàng lần thứ nhất, một giải C giải báo chí quốc gia năm 2016. Tại lễ kỷ niệm long trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chính thức phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải 4 điểm vàng năm 2017 trong toàn tỉnh. Và hôm nay, tại lễ phát động giải báo chí toàn quốc của Liên bang lần thứ 2 năm 2017, thay mặt phóng viên báo Nghệ An nói riêng, đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung, chúng tôi xin hứa sẽ tích cực hưởng ứng tham gia giải với tinh thần quyết tâm cao nhất, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề khó, nhân tố mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng đảng,